Pakistan là một vùng đất của sự đa dạng văn hóa, các di tích cổ xưa và phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Pakistan còn được biết đến khi nằm trên tuyến con đường tơ lụa huyền thoại. Mặc dù vị trí địa lý khiến vùng đất này có những khoảng thời gian bất an, thế nhưng nhiều người vẫn xem đó là thiên đường của Nam Á. Pakistan tên chính thức là Cộng hòa Hồi giáo Pakistan, là một quốc gia ở Nam Á. Pakistan có chiều dài 1.046 km, dọc theo biển Ả Rập và vịnh Oman ở phía nam, phía tây giáp Afghanistan và Iran, phía đông giáp Ấn Độ, cực đông bắc giáp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tiếng Việt còn gọi quốc gia này vào thế kỷ 20 là Hồi Quốc. Quốc gia này có diện tích gần 800.000 km2, lớn hơn Thổ Nhĩ Kỳ một chút. Vùng tạo thành nước Pakistan hiện đại từng là trung tâm của nền văn minh lưu vực sông Ấn cổ đại và sau này là nơi lĩnh hội các nền văn hóa Vệ Đà, Ba Tư, Ấn, Hy Lạp, Tuts, Mông Cổ và Hồi giáo. Sau khi độc lập khỏi Anh năm 1947, quốc gia này cũng chia cắt khỏi Ấn Độ, thành lập thành nhà nước Hồi giáo Pakistan. Trận chiến thứ ba giữa hai quốc gia này vào năm 1971 đã dẫn đến việc Đông Pakistan trở thành quốc gia riêng biệt mang tên Bangladesh. Một cuộc tranh chấp bang Kashmir vẫn đang diễn ra. Để đối phó với việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Ấn Độ, Pakistan đã tiến hành các cuộc thử nghiệm riêng vào năm 1998. Pakistan có sự đa dạng không ngờ về văn hóa, được ảnh hưởng nhiều từ tôn giáo và một nền lịch sử lâu đời. Cùng với đó, vị trí địa lý giáp nhiều quốc gia như Ấn Độ, Afghanistan, vùng Trung Á, Nam Á, Tây Á đã tạo nên sự cộng hưởng đa sắc màu tại nơi đây. Đất nước có hơn 15 sắc tộc chính, khác nhau về mặt thể chất, dòng máu lịch sử, phong tục, ngôn ngữ, trang phục và ẩm thực. Có rất nhiều điều để làm ở Islamabad mà bạn sẽ không thể trải nghiệm ở bất cứ nơi nào khác tại Pakistan. Thành phố hiện đại này không chỉ là nơi thu hút khách du lịch hàng đầu của đất nước, mà nó còn là nơi để bạn có thể quan sát tìm hiểu về cuộc sống đô thị hiện đại của người dân Pakistan thông qua các công trình có tính biểu tượng. Thông qua những dụng cụ bằng gốm và những dấu vết được khai quật, các nhà khảo cổ cho rằng Islamabad đã từng có người sinh sống từ thời kỳ đầu đá và là một trong những vùng đất nơi có con người sinh sống đầu tiên tại châu Á. Nơi đây từng bị rất nhiều đế quốc xâm chiếm trong lịch sử. Năm 1849, thực dân Anh chiếm đóng Pakistan và bắt đầu cho xây dựng khu dân cư ở Islamabad. Năm 1947, Pakistan giành được độc lập đến năm 1960. Chính phủ Pakistan đã chọn Islamabad là thủ đô. Islamabad có nghĩa là thành phố của đạo hồi hay thành phố của hòa bình. Islamabad được xây dựng bởi sự pha trộn của kiến trúc Hồi giáo truyền thống và kiến trúc hiện đại. Những kiến trúc sư nổi tiếng người Hy Lạp, Mỹ và Italia đã phác họa quy hoạch tổng thể của Islamabad và biến nơi này thành một trong những vùng đất hiện đại nhất của Pakistan. Thủ đô được chia thành 8 phân khu theo chức năng như khu hành chính, khu ngoại giao, khu dân cư, khu thể chế, khu công nghiệp và thương mại, khu vành đai cây xanh và khu công viên quốc gia. Có rất nhiều công trình nổi tiếng như Thánh đường Hồi giáo Faisal, Tòa nhà Tổng thống, Tòa nhà Quốc hội, Đài tưởng niệm quốc gia Pakistan. Islamabad ngày nay là thành phố của rất nhiều cây xanh, sạch sẽ với dân số hơn 1 triệu người. Đường xá rộng rãi, có rất nhiều phương tiện đi lại như xe taxi, xe bus, nhưng giao thông rất quy củ và gần như không có tình trạng tắc đường. Phụ nữ Pakistan ngày nay ra đường không phải mang khăn che mặt và gần như những công việc nặng nhọc, kể cả buôn bán ở chợ, đều do đàn ông đảm nhận. Lùi lại những trang lịch sử, theo bước chân Marco Polo, một trong những nhà thám hiểm châu Âu đầu tiên khai phá con đường tơ lụa, một tuyến đường thương mại cổ đại chạy qua phương Đông, nối liền kho báu của đế chế La Mã với các triều đại hoàng gia Trung Quốc. Nơi đây từng in dấu nhiều lữ hành vận chuyển lụa, trà, các loại thương phẩm từ Á sang Âu và ngược lại. Tại tuyến đường cao tốc Karakoram, tuyến đường quan trọng nối liền tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Đông và Trung Á, đó là hành lang nơi hội tụ của ba tín ngưỡng lớn, Hồi giáo ở phía đông, Phật giáo ở phía bắc và Ấn Độ giáo ở phía tây. Balistan là khu vực chiến lược quan trọng của Pakistan,
ở vùng phía Bắc và là một trong những nền văn minh lâu đời nhất khu vực Nam Á. Vùng đất nằm trên một thung lũng cao với những sông băng rộng lớn và đỉnh núi phủ tuyết trắng. Vùng đất này giáp tỉnh Badakhshan của Afghanistan về phía Bắc, khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc ở phía Đông và Đông Bắc, tiếp giáp tỉnh Azad Kashmir ở phía Tây Nam và Jammu và Kashmir về phía Ấn Độ. Balistan nổi tiếng những khu vườn của Shalima, những cục phiêu lưu, những di tích và tàn tích của thành cổ Taxila và những người Hồi giáo sơ khai hay các nền văn minh Mughal. Di sản, di tích con đường tơ lụa vẫn còn tồn tại khắp nơi trên đất nước Pakistan cho đến ngày nay, đặc biệt nhất là vùng Balistan này. Nanga Parbat cao 8.126m là ngọn núi cao thứ 9 trên thế giới. Ngọn núi này nằm ở sườn Tây của dãy núi Himalaya thuộc Pakistan. Nanga Parbat được người dân địa phương gọi là núi quỷ, để nói lên sự hiểm trở và treo leo khi có rất ít người chinh phục được nó. Đây là ngọn núi nguy hiểm, đòi hỏi nhiều kỹ thuật để leo. Không chỉ là tuyến đường trải nhựa cao nhất trên thế giới, mà cao tốc Karakoram còn được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của nhân loại. Năm 1959, chính phủ Trung Quốc và Pakistan đã ký kết hợp tác và chính thức khởi công xây dựng cao tốc này, mất khoảng 20 năm để hoàn thành, tức là năm 1979. Với độ dài hơn 1.290 km, tuyến đường ở độ cao 4.600 m so với mực nước biển, chạy dọc theo núi Karakoram và rất dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai như lũ quét, sạt lở. Đường cao tốc Karakoram là một con đường cao tốc nối liền Pakistan với Trung Quốc. Đây là con đường trải nhựa cao nhất trên thế giới và là động mạch quan trọng của nền kinh tế Pakistan. Xe tải chạy liên tục trên tuyến đường này và vận chuyển hàng hóa giữa hai nước châu Á. Đây là một con đường cao tốc hoàng mục, đi thẳng qua trung tâm của những ngọn núi và mang đến tầm nhìn vô song về chúng. Năm 1966, khi quốc vương Ả Rập Saudi viếng thăm Pakistan, ông đã đề xuất với chính phủ Pakistan về việc xây dựng một thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Islamabad. Năm 1969, một cuộc thi mang tầm quốc tế đã được tổ chức với 17 kiến trúc sư tham gia cùng 43 bản thiết kế. Người chiến thắng là kiến trúc sư người Thổ Nhĩ Kỳ Vedat Dalokay. Thánh đường chính thức được khởi công vào năm 1976 với kinh phí khoảng 120 triệu đô la, được chính phủ Ả Rập Saudi và vua Abdulaziz tài trợ. Thánh đường được khánh thành vào năm 1986, được đặt tên là Faisal để tưởng nhớ quốc vương khi ông bị ám sát vào năm 1975. Kiến trúc của thánh đường Faisal là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Nó không có những mái vòm thường thấy ở các thánh đường Hồi giáo khác. Faisal được lấy cảm hứng từ chiếc lều của người du mục Bedouin. Hai bên là bốn ngọn tháp lấy cảm hứng từ kiến trúc Thổ Nhĩ Kỳ. Với các sảnh cầu nguyện lớn, Faisal có sức chứa đến 10.000 tín đồ ở bên trong và hơn 100.000 người ở khu vực khuôn viên bên ngoài. Thánh đường Faisal nằm ở vị trí tuyệt đẹp dưới chân đồi Magala xanh mướt. Khách du lịch có thể nhìn thấy Faisal từ khoảng cách vài cây số, bất kể vào ban ngày hay ban đêm. Kiến trúc Faisal còn ấn tượng vào lúc hoàng hôn. Khi đó, sáng tím đỏ xuất hiện trên bầu trời, thánh đường bắt đầu bật hệ thống đèn màu cam rực rỡ. Faisal hiện lên rực rỡ và hoành tráng, cùng với tiếng cầu nguyện vang vọng khắp thành phố. Faisal từng là thánh đường Hồi giáo lớn nhất thế giới từ năm 1986 đến năm 1993 và hiện nay nó đứng thứ 5. Người Mughal là một trong những triều đại vĩ đại nhất của tiểu lục địa Ấn Độ và đã xây dựng nhiều di tích nổi tiếng như Taj Mahal và Pháo Đài Đỏ ở Ấn Độ. Lahore là thủ đô của đế quốc Mughal trong nhiều năm. Điều đó có nghĩa là nơi đây lưu trữ một số kiến trúc rực rỡ nhất của đế chế. Nhà thờ Hồi giáo Pashadi và Pháo Đài Lahore là một trong những tòa nhà ấn tượng nhất ở châu Á và rất tuyệt để ghé thăm. Cả hai cấu trúc này đều đẹp và trông gần giống như một câu chuyện cổ tích. Ngắm nhìn những lâu đài và tưởng tượng mình như đang ở trong câu chuyện cổ tích Aladdin và cây đèn thần. Có rất nhiều cấu trúc Mughal ở Pakistan, bao gồm pháo đài Roz, vườn Shalima và lăng mộ Jahangir. Mời bạn ấn nút theo dõi kênh
để liên tục cập nhật những video về các vùng đất lạ trên thế giới nhé.